quý vị cùng với Thịnh Nguyễn đến với lại chợ đêm Trung thu cổ truyền, nằm ở khu vực của phố Hàng Lược. Đây quý vị đang nhìn thấy đây khi phố cổ của Hà Nội lên đèn và dòng người đổ về để đi mua những cái sản phẩm cho cái đêm phố cổ thật là tuyệt vời, chuẩn bị cho cái đêm Trung thu cùng với con em của mình. Hôm nay là giữa tuần thôi mà quý vị thấy đã đông như thế này. Cái này đẹp nhở? Cái này sáng rồi đấy. Kéo gì đấy? Ai nhìn mình nghĩ xem. Đây là một cái gian bán hàng đèn lồng. Chai nước với cả kín đấy. Bao tiền chai nước ạ?